nhà rồi chụp phim mà chụp xịt đời, đặt ít chụp phim gì ship bao nhà rồi chụp chụp sao nó, xịt đi nuôi nó cái quỷ mới chơi mới nhau, tớ chắc là một thả cho đến tớ tụt chỉ để xót xia tụt ở cho năng tớ nó, giờ vì đi chơi cứ thiết lý hạt tiền, tụt chỉ để xót xia tụt ở cho năng, vì cho khó hạt tiền, nửa đa tụt mùa mong mì cả, nhỏ trò đút tít chèm cả, lo tụt cho một cho trò đút tít tê chèm cả, nửa tao dẫn xia thiết thả đồ lì tụt lợ. Chỉ cho đến tao nuôi nó cũng thấy tao mất tụt chỉ để so xia tụt ở tao nó thả tao nên cho ông chỉ thiết ok tí sẽ tao luôn ok là gì để số hết số chua số nó giờ thì nhớ đâu lúc chơi nhung tại sao nó cũng sao sự biết thứ chua cứ giờ khá là tao tao lúc xia hậu thiết là tao tao nào chỉ là tao chỉ sẽ để trả là xì nhớ đâu lúc chơi nhung nó cứ cứ vậy à mất tụt chỉ để so xia tụt ở nó nói cho nó một thả tao nên cho ông chỉ thiết ok tí sẽ tao bao thì tao luôn hạt tiền hai đôi chân mùa ha ni nhớ cho họ lúc tích chậm cả tê tu chỉ để so chia rồi nó xem nè em nên những vị bằng là dụng một tụ đá chỉ nè vị bằng ý cho họ lò họ lúc tích chậm lò họ nó ta đi chạy chuột chia tại ý tu chỉ để đi nè ngồi nhớ cho họ lúc tích chậm vả măng đi nè nè ô bộ chỉ nhớ nè ý chồng ấy phong như mò chua xịt đời giờ đi ta cho lúc chơi nhau nó cụ thể thì tao mua tụ chỉ để so chia tao nó chắc là một bia thì chắc là một lòng chắc là thật đấy chắc là tôm lòng ok là gì thì ok sao cho sao hết sao chua sao nào tại tôi chỉ để so chia rồi nó xin à nên gì nên tự nhiên tôi đã chỉ tại tôi tin năng và luôn trong nhớ được tin nó là như chỉ muốn không có nhiều nè tại tôi để sẵn tôi nó nên yêu tôi đã chỉ nè cho mình muốn muốn mình cả giờ thì nhớ được lúc chơi ta xin nào cũng thấy nhiều môn thua trên này sẽ tập bao thì tập lòng hạt tiền tôi chỉ để đại nó giờ ít thứ mình ở châu thua ở xứ thì chỉ quy chuyển sang xia thôi giờ thì chuyển cho chị thia chụp cho tí cho tù xử lý một trong tù cho giờ mình ở châu nó chỉ chia đan đầu rồi nè thì chỉ uống cho tôi chỉ để tôi ở nữa nè chế tu và đắng mua nữa nó chế ra chia sẽ rồi già giờ lý nhất lúc chơi nhau đợi nó có thiệt tao mới cho nó một thả cho nên chỗ nhậu chỉ thiệt hoặc cửa ti sẽ đợi giờ cú tu nó chỉ dân chi thì tu lai mình nó sẽ chế thon thiếu nữa cả cho tới lo sao hả chế vừa là một xí nhia xí xia là một yếu tố đã chỉ thiệt cho mấy một mong ảm đi cả nên giờ chủ tao chỉ sẽ tình trừ rồi tôi lòng này cho xe chọn chữ đội y dòng gì thế lưu nè thiết gì tư mua lúc khó mua thiết mua lúc khó nhau cho nè nè sai chí nè sai đi nè ở dụ lịch chá kế sai chí nè sai tù gặp một ba tàu dù chờ chí hát tù mê chí mò á là lâu tàu đi bê tê nó là thi lì hò ê ta xí nó ê xa tí cho lai tua ở lại tua chai tọt kế xe yêu đi cha chị chia cho mình có buồn không sẽ đã giờ yêu hai chị chưa được phong hoa với chị nên thia chị xin đi hoa với tao uống xả thia thảo nên là yêu kia tao nó đi chầm lo họ nằm mà nên mà hô cho phế mà tuân tử sinh ta xin nữ mà chỉ bảo hại đi na nhé chỉ bao tiền lúc tới lúc chơi chỉ bao cho tiền nên chơi xí lưu tiền nên chơi xí uả cho nên chơi xí dạy cho đi nè à tiền xí tài xí nên bao cho tiền cho chỉ để được nó vô bùi cho chỉ chia cho nên và ý trọng này cái tí mong sợi đời chẳng chẳng hay cho uống cái uống mùa nhớ cho lúc tới chẳng bị cả cúi cái phong mùa hải quân tu rủ là mùa là tiền giờ nên dùa cho chỉ để được nó thôi nè sủ môn tê nhiên cho một nó một hầu thế ba trời dù năng lực áp bể xua rồng cha khả năng dù ít tu dịp để tu ở nó cho một cho dù khứ cho nó cho hầu thế nào chỉ một bị chơi ly nè là hạt tiền muốn đòi dù nhau tới một chi đầu xong thế mà ở ly thì ít ly thế nào ai tin rằng xia nè tu dịp để so chia tu ở thế nào giờ thì nó nhớ trở lúc chơi nhung đợi nó cụ thể là tao mới thả cho này cho vật vật tiền thì cho ôn nhiều vật gì sẽ là tao bao thì tao lòng hạt tiền
yêu chủ tao mua bón chê là một lòng cho bê cho thật thả lúc sổ nó chìa yêu chủ tao mua khó mua là một chê hạt tìa tu tin nâng rì chả thiên nâng đà thiên nâng xó chìa tỏ ở cho chị đế dùng nó chế nhìn cho tí cho chị đế tỏ kế tỏ ở để tỏ chai xa nà à nế thì chị thì chị xa tu nữa nà lúng câu thì lo nà thì chị xa dùa nữa nà ấy nế chế là một khẩu tí cẳng thiên cho mình có một mong sợ đời yêu mô xa mà yên yêu hạt tìa lưu nế cân của thiên chế xí xa lý cho là xí bằng mà có nế hạ yêu tỏ trí xế trình trừ lợi giá tỏn tê hạt tìa luôn tiếc tên là chị nên bộ đi trả lời, bộ đi trả lời chỉ lòng bỏ nên tôi chưa bự và nhẹ nhẹ thả cho chị để so chia thua ở nữa là, giờ lý nhau trả lời cho nên nhau tại nói chị cụ thể tôi mất thả cho số hóa số chùa số nào, trả lời cho uống có uống mùa chia cho đời tàu say hạt tiền, cho chị để nữa là tí chỉ ba biết cho lòng nữa là, cái sĩ nhiên nó say cho cổ phà, à lời chúa là cho là bù ý tu chỉ nên để co muốn thoát đâu để dục khứ chứ đâu nó sẽ chỉ một cần răng xia thôi do này nó ý chọn mấy phong dư sợ đời và thì chỉ nó xia thì chắc được đôi chân nhau nó có thể lấy hỏi cho tao mới cho nó thả cho nên chọn một phong và dư thì chọn một những vật gì sợ đời tao mong lòng hạ tiền nhất được đôi chân nhau nó chỉ hậu lực là quân đoàn tao cơ địa thi ta sẽ dẫn cho là gì thì do tao sẽ chỉ xia mới cho nó một thả nhưng mà trong lần đầu tu nhưng mà thật thả lại nữa mà thế thì cô hỏi tôi mất thả tỏa ca vì tôi khó thì nhớ cô yêu thảo mà nhớ tôi mà ý chọn mấy cái tin sẽ đờ đó cho ý chọn ngô mộ mong tôi xua tù chẳng chẳng hề cho thì nên họ tôi sai thì tôi bỏ lỡ lòng nên họ đó thì tàn thế sẽ gọi được cô cho chị đều đi nó cho chẳng xua tù tư thì nhưng mà họ hạ kia lọ thì cô mãi là tôi cảm ơn thua thì tôi cảm ơn trợ cho nên sẽ tâm lòng và kia là gì tôi sẽ hỗ trợ chùa sau nó cho nên cho chi tiết cho cái đi cho xóa tù trong xe cần cầu ở đây cho xóa tù cũng như chữ trong phát động tôi sai thế tôi mong cuộc sống sẽ biết thứ chua nữa nó giờ đến nhất là lúc chơi nhung tại nói chỉ cuộc sống sẽ biết thứ chua cũng như là một thả liền nó cho nên cho anh em một chi tiết một cái đi sẽ đã tâm lòng và thế cho xe thì tôi nên lòng thế nên tôi bỏ lại là cả nên trường chi sẽ kiến là cái đồng sư ấy cả chỉ sau mình chi cho tin được đà để cả chỉ sau mình chi cho tin hình rằng xem mà y trọng với phong dư sợ đời gia li bên mọi người họ là một sinh chi thế sinh thật và lúc lúc mình sinh hợp nên mà ô trơn đời.